Rồi hello anh em, giờ cũng tối rồi, mình soạn hàng và giao cho khách rồi. Mình sẵn ở đây có vài món đồ bán cho anh em luôn. Ở này trong pin này mình bán giá sỉ nha anh em, giá dưới 20 ngàn cho thợ đóng. Nói chung những khách thợ đã quen dùng mấy cái pin này rồi thì cũng ủng hộ lần lần nữa, tại vì nó rất là tốt nha anh em. Pin này pin cam dung lượng 2000. Đang lọc. Mình ở đây mình đóng 500 cell, mình đóng một mớ mình đóng hết rồi nè. Giờ còn có nhiêu đây giao 100 xeo nữa là hết rồi. Pin đóng xả 20A đóng công cụ thoải mái. Nó hơn hẳn là chất lượng hơn hẳn đi sen mấy cái pin tàu lắm nha nè. Không có bán nhiều thì hôm nay mình bán vài một hai món đồ vui chơi cho anh em lên đơn để thứ hai mình gửi hết luôn nha anh em. Hôm nay có hai cái đèn gỡ bán cho anh em luôn nè. Còn cây trên kia nè, đó. Trước tiên mấy con này Panasonic này nó cũng ít người xài nhưng mà nhiều khách cũng cũng có cái đam mê như mình. Nếu mà đã dùng Panasonic rồi sẽ rất là thích, tại vì nó khỏe, nó mạnh. Thứ hai là nó không có hỗn hào như Makita mấy cái dòng Trung Quốc. Hai con máy này chung mắt chung một loại đá đèn. Con này này mấy con máy mài này mà không cũng hay bán cho anh em. Nó chỉ nếu mà đẹp đẹp thì nó hơn triệu chứ nhiều, nhưng mà nó cho anh em xem để hiểu biết thêm. Nó cái thiết kế chống ồn rất là im. Y như yếu, nó chạy 2 hay pin 14, 18, lắp pin 14 nè. Em thấy nó im thấy im quá im luôn á, còn nó. Hai cách mình chạy. Mấy con khoan này mua cũng phải hơn triệu, mua còn tem mát như hàng này hàng đẹp đó nè. Nhưng nó dòng không than 14, 18 nó chạy được hết. Thôi bán cho anh em hai cái món này. Nhất là cây đèn này đi. Đèn này mình đã, nói chung là mình đã test thời gian. Hôm trước mình bán mù thì cũng bán cho anh em 4.2. Nhưng hàng này mình đã test, mình đang sử dụng anh em, là mình bán cho anh em 450.000 chuyển khoản bao phí, là thời gian đốt 5 giờ. Anh em sạc đầy là đốt 5 giờ, giá chưa có kèm sạc nha anh em. Đèn này thì bộ Hataya hôm nay mình bán cho anh em, còn lại một số cái đèn hư á, nó bể này nọ thì mình có kế hoạch là mình lắp ở nhà mình anh em. Ở nhà mình hai bóng hai bên, nhưng mà anh em thấy cái không gian nó rất là tối, không đủ ánh sáng. Mỗi bóng đèn là 40W, hai bóng là 80W, một tháng nó nuốt tiền điện cũng khá là nhiều. Thì mình dự kiến là mình lắp bốn đèn này nó có 10W à. Mình cấp nguồn 12V nữa thì cho nó lên có 40W. Bốn bóng này thì nói chung mà đầu tư ban đầu thì nó ấy, nhưng mà mình tận dụng mấy cái đèn bị bể anh em. Thì giá nếu anh em mua hàng chỉnh như thế này thì giá nó cao, nhưng mà đổi lại cái thời gian nó tiết kiệm điện cho anh em hàng tháng hàng năm là cũng khởi số tiền không nhỏ đâu. Nó như thế này thôi, anh em về muốn treo đâu treo, dùng công xưởng hay này nọ là tuyệt vời nha. Để mình quay cho anh em xem nè. Giờ ban đêm ha. Nè. Anh em thấy chưa? Nó tới ngoài đường luôn nha. Đó, ngoài kia không có thấy đâu. Đó, có ánh sáng này là anh em ta gọi tới ngoài lọ ra hơn 10 mét đó. Giờ anh em sử dụng cái này mình giới thiệu nhiều để giới thiệu sơ thì những anh em chưa có xem cái đèn này. Mức 1, mức 2, nó có thể số 1, số 2 nè. Mình bật qua mức 2 là nó không có sáng. Cái này là bật của mức 2 là mình cắm nguồn trực tiếp là nguồn DC 12V. Đây, sáng liền. Thấy chưa? Còn khi mà anh em sạc thì anh em bấm về giữa là số 0 là nó sạc nha. Để nó mạch nó ngắt, nó chuyển đổi chế độ. Một cái mạch 12V, nguồn 12V ở đây chỉ vô cái này nó sử dụng pin là pin 2S. Xong nó hạ áp về nạp vô qua pin này là pin 2S. 2S3B dung lượng 6600. Cái đèn này mình còn đúng 2 cây, mình test dung lượng bán 450. Cái một cái đèn Nhật thì giá này thì nó quá im như này. Đèn led của ta nó rất là chuẩn. Cái này là mặt kính nha. Kính dày khoảng 3 ly á. Này nó sản xuất Trung Quốc nha anh em, có dài gang tay vuông, 20 vuông đi, 21 vuông á. 450.000 chuyển khoản mình bao phí cho anh em luôn nha. Đốt 5 giờ liên tục nha anh em, từ lúc sạc đầy.
cái này là cái món thứ hai, là một bán cho anh em hai cái món này luôn, 450 luôn, chỉ khoảng bao phí một cái mẫu hàng này còn rất là đẹp, 60W nha. Này là 60W. Này khỏi vệ sinh luôn nha em. Này cái mẫu hàng. Đó. Mới ken luôn. Một cây nó chụp bao sóng. Đừng cắm nhầm điện thôi, nó ngủ hoài thôi chứ đừng. Một cái kho của này của Haco. Cũng còn rất là đẹp nha em nè. Cái này nếu mà anh em nào tinh ý, mình có thể mình thiết kế một cái chụp đó, mình làm cái chụp đây á, để nó ra có một cái đầu nhỏ bằng ốp mà để mình khò linh kiện đó. Nó có con này là mình bán, cái bộ này mình bán 450 ngàn luôn anh em, hai món. Anh em tách lẻ thì mình bán khác nha, tách lẻ thì cái này bán 350. Rất là đẹp nha anh em. Nó là 880W. Độ nhiệt độ lên 229 độ. Năm sản xuất 2015. 2015 đến nay còn gần chục năm, nhưng mà mình thua xa đi, nói chung là tí tệ của mình nó thua của mấy Nhật này tới 100 năm rồi nè. 2015 là với mình là đáp cao á. Đây nó có hai cấp, cấp lạnh, cool lạnh và hot là nóng. Cool á, bật cái, nó chỉ bật cái chế độ gió quạt gió thôi, y như là để thổi lạnh thôi, ví dụ cái đồ nào nóng nó thổi để cho nó làm mát thôi, chứ nó không phải là khò. Khò là bật số 2. Đây cho anh em xem luôn nha. Đó, nó hoạt động rồi đó. Kiểu như này là nó quạt gió để nó thổi, kiểu thổi hơi nóng thôi cho làm mát thôi. Để cái cool nè. Bật lên là khò. Cái này là bắt buộc làm nghề là mình phải có nè. Này là mình làm nghề giống như mình khò linh kiện. Mình khò co nhiệt các kiểu đó nè. Lấy linh kiện trong mạch này cái đồ đó. Nè anh em thấy không? Nó đỏ hực. Như thế này là anh em biết nó khò kinh khủng lắm. Rồi test sơ xong vậy thôi, sống cho anh em thì thôi, nhanh lẹ. 450 ngàn là một cái mức khò vào cái một cái mẫu hàng 60W này nè. Mình cũng đang dùng mẫu hàng 60W á, là giờ mình công việc mạnh nhẹ là mình hàng các kiểu là cũng là thoải mái rồi, nhưng mà nó hơi yếu, mà hàng đồ nặng á, chì to to thì mình nó hơi yếu nhưng vẫn được. Ở tầm 80W, 100W thì mình xài đồ mấy cọc của bình chì nhất á. Tại mình sử dụng chì nhật thôi, công sức này nó thật, cho nên độ nóng nó cũng rất là ok. Cặp này 450. Đèn này mình gỡ bán luôn nha. Mình sử dụng là mình cấp nguồn trực tiếp 12V. Mình làm cái công tắc, một cái nguồn DC 12V này mình làm cái công tắc. Khi cần thiết mình bật công tắc lên là mình sử dụng có 2 bóng đèn LED. Tắt cái bóng đèn điện đi, nó giảm đi chi phí tiền này nữa. Khá khá thấy được, mình nghĩ là hai cái bóng đèn này nó độ sáng nó là hơn cái bóng đèn điện đó. Đó, cái này bán cho anh em 450 một cái nha. Có hai cái mình đang dùng, cái đem xuống sạc pin. Mình đồ hư đồ bể thì mình chế sao. Rồi đơn giản ngắn gọn lẹ. Anh em nào quên nữa, mấy con đầu khía khách gửi. Hôm trước tôi cũng có bán con hai con rồi anh em, thì này mình lên cho anh em xem là khách này hàng của khách nha, bán là 430 ngàn, là chưa có lên đế Makita nghe anh em. Lên đế Makita là 50 ngàn, nó là 480. Cái này là nói chung là lên pin cho nên là không có tích hợp theo cái vỏ pin của nó làm gì nha. Anh em đang có pin 14 thì anh em dùng pin 14, pin Makita 14 á, lên 14 thôi anh em, đừng lên 18 trái ạ. Tua nó 3002, này lên nó chắc 3003, 3004, chạy xé gió luôn, bắn ton trong vòng một nốt nhạc. Chung cái này là hàng khách đã vệ sinh từ trong ra ngoài, cho nên anh em mua về thì khỏi phải làm gì khác. Này, anh em thấy khách người ta còn sơn cái đầu cho anh em luôn nè, vệ sinh này, anh em thấy cái nước sơn bóng nó vẫn còn, không biết là làm cái chất liệu gì, y như là kiểu như gì ta, sơn bu lên vậy đó, gỗ vậy đó. Này anh em thấy cái lớp bóng không? Hoàn thiện như thế này là 480 ngàn anh em. Nếu anh em về tự lên đế thì mình kiếm 20 ngàn uống cà phê. Cái đế 30, cái này 430 là 460. Cái này mình lên cho anh em mình dán keo siêu dính á, mua ở kênh trong Nguyễn Chí Đạm ở Lạc Long Quân á. Chịu tải tới 20 kg lượt.
một tiếp có bằng ngón út này 20.000, chích vô đây là mất tiêu 5.000. Có màu vàng đó anh em, hàng nói chung là hàng full, anh em khỏi phải mù mù về vệ sinh, không biết là gỡ cái đầu này ra là muốn khóc nữa, nó tại nó răng ngược. Này không phải hàng mình cho nên mình bán hộ khách đưa mình cây uống cà phê thôi, tiền đóng công đóng gói thôi chứ không có lời lãi gì ở đây hết. Mình đi bán mình cũng không có lụm mấy này nữa, tại tỷ lệ nó thứ nhất là nó bị cọ nè là nhiều, thứ hai là nó rơi đầu. Anh em nào rơi đầu muốn sử dụng không biết làm mà rơi đầu thì dễ lắm, rất là dễ, không khó đâu. Mở mấy cái này ra xong rồi lấy mình thay bạc thôi chứ không có gì hết. Mạnh lắm nè, dòng máy này trong đầu đình đám đó, nó đột khía. Rồi lên đế 480.000, còn anh em muốn mua thân máy thì tự lên đế thì 430.000. Rồi anh em chuyển khoản mình bao phí. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này. Xin chào.